11 giờ trưa ngày 3 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Trung Quốc chính thức trình làng album solo Golden cùng MV chủ đề Standing Next to You. Sau thành công vang dội với single mở đường Seven, album cùng Trung Quốc được fan trông đợi hơn bao giờ hết. Em út BTS phát hành 11 track hoàn toàn bằng tiếng Anh, thể hiện rõ định hướng quốc tế trong sự nghiệp âm nhạc cá nhân. Album Golden được lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc hoàng kim của Trung Quốc, là hành trình từ trưởng thành từ em út vàng của BTS đến khi phát hành sản phẩm đầu tay dưới tư cách nghệ sĩ solo. Được lựa chọn làm ca khúc chủ đề Standing Next to You ngay từ khi được hé lộ phần giai điệu đã khiến các ARMY đứng ngồi không yên, tò mò về bản phối được đặt để nhiều chất liệu, ca khúc đã không làm fan thất vọng. Standing Next to You là bản phối nhạc retro mang âm thanh old school của thể loại nhạc disco được hiện đại hóa. Về phần ca từ Standing Next to You truyền đi thông điệp tình yêu mạnh mẽ của Trung Quốc ở cạnh đối phương ở bất cứ đâu. Bản phối hoành tráng chào đầu với hòa tấu của một bản nhạc đưa đến không gian biểu diễn hoàn hảo cho Trung Quốc, thể hiện vũ đạo. Standing Next to You không có câu chuyện phức tạp, mọi điểm nhấn đều tập trung vào bối cảnh và hình ảnh mãn nhãn. MV được quay tại Power Station, một trong những tòa nhà quan trọng nhất của thành phố Budapest, Hungary. Trung Quốc hóa thân và hình tượng đàn ông lịch lãm, tạo hình và vũ đạo gây liên tưởng đến ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Ngay sau khi MV lên sóng, các ARMY vô cùng phấn khích trước khía cạnh trưởng thành của Trung Quốc. Standing Next to You ngay lập tức xuất hiện tại vị trí số 1 Today Top Hit của Spotify, thăng 7 Melon và thu về 1,5 triệu lượt xem sau 1 tiếng lên sóng. Tính đến 14 giờ ngày 3 tháng 11 theo giờ Hàn Quốc, tất cả 10 ca khúc trong album này đều lọt vào top 50 trên Melon Top 100, bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc. Ngoài vị trí thứ 7 trên Melon Top 100, ca khúc chủ đề Standing Next to You đạt thứ hạng ra mắt khá ấn tượng trên các bảng xếp hạng khác ở giờ đầu tiên, đó là Top 9 Bắc và Top 31 Genie. Doanh số bán album Golden trong 2 giờ đầu ghi nhận 473.606 bản trên hệ thống phân phối Hantel. Album đầu tay và Standing Next to You được các fan nhạc bàn luận rôm rả. Bên cạnh cơn mưa lời khen dành cho phần nhìn mãn nhãn và đầu tư chỉn chu kỹ lưỡng cho từng sản phẩm, cũng có ý kiến nhận xét Standing Next to You là tấm áo quá rộng với Trung Quốc. Bản phối disco đậm chất Mỹ dường như chưa thực sự phù hợp để giúp Trung Quốc tỏa sáng. Màu sắc âm nhạc này khiến người ta nghĩ đến những cái tên hàng đầu như là Bruno Mars, The Weeknd. Với bài hát khó nhằn như Standing Next to You, Trung Quốc có phần khó khăn để hoàn toàn chinh phục khán giả quốc tế. Bạn có suy nghĩ như thế nào về tin tức trên đây? Và đừng quên để lại bình luận phía dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.